Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Triệu Gia, bộ truyện hôm nay có tên là Tinh Kiếm Tôn, tác giả Lưu Hạ, thể loại, adventure, fantasy, manual, chuyện được biên tập lại bởi team Triệu Gia, chuyện tranh được tổng hợp từ các trang truyện trên Internet, chuyện chữ có trên truyện dịch com Rất mong được các bạn ủng hộ, nếu muốn donate cho nhóm, thông tin mình để dưới phần mô tả nhé. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Tốt, người đã muốn giải thích thì ta cho người lời giải thích. Lâm Băng Ly hít sâu một hơi nói. Hư ảnh sau lưng nàng ta dần tiêu tán, Hàn ý khắp căn phòng cũng được thu hồi lại, hai mắt nhìn Sở Hành Vân có một tia ngưng trọng. Bàn tay phất qua, một luồng lam mang hướng về phía hư không bay đi. Oanh! Lam mang vỡ vụn ra, hóa thành vạn đạo ánh sáng nhạt, rơi lả tả ở các ngõ ngách trong đỉnh viện. Cấm tế thuật. Sở Hành Vân liếc mắt một liền thấy hành động của Lâm Băng Ly. Luồng lam quang vừa rồi đem cả tòa đỉnh viện hoàn toàn cách biệt cùng ngoại giới, trừ phi tu vi cao hơn Lâm Băng Ly, nếu không thì không cách nào nghe lén được nửa chữ. Thấy hành động của Lâm Băng Ly, Sở Hành Vân cũng cảm giác được chuyện không giống tầm thường, thu hồi chảm không kiếm, lặng lặng lắng nghe. Lời ta cùng ngươi nói lúc trước cũng không có nửa chữ gian dối. Ta thật sự coi trọng thiên phú kinh người của Lưu Hương, nên muốn mang nàng đi cửu hàn cung tu hành. Nhưng ngoại trừ thiên phú, ta càng xem trọng cửu hàn tuyệt mạch của nàng. Lâm Băng Ly đem thanh âm đè thấp, sau đó nhìn về phía Thủy Lưu Hương nói. Cửu hàn tuyệt mạch, sở hổ cùng diêm độc kinh ngạc cùng sửng sốt một chút, Tuy rằng bọn họ không biết bốn chữ này đại biểu cho ý nghĩa gì nhưng chỉ nghe qua tên, thì cũng cảm giác được tim đập nhanh hơn. Cùng hai người bất đồng là sở hành vân vừa nghe đến này bốn chữ, thì cả người run rẩy một cái, ngay cả con người đều có rút lại. Ở trên đời này có tồn tại một đám người, bọn họ ra vừa sinh ra thì đã có huyết mạch đặc thù. Những người có huyết mạch đặc thù này có lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí nói quỷ thần khó lường đều không quá đáng, không thể sử dụng dụng lẽ thường để xem xét. Nhưng từ xưa đến nay thì có thuyết pháp trời cao ghen tị anh tài thực lực của những người có huyết mạch đặc thù này cường hãn nhưng bọn hắn cũng là người bị thiên địa vứt bỏ. Kiếp này, bọn họ đều không thể ngưng tụ ra võ linh. Hơn nữa, để lấy được huyết mạch lực lượng cũng cực kỳ chắc trở, hơi lơ là liền sẽ bỏ mình tại chỗ. Cửu Hàn Tuyệt Mạch này, Sở Hành Vân cũng từng nghe thấy. Nghe nói là một trong những huyết mạch hung hiểm nhất trên đời này. Người có huyết mạch này hầu như đều không được chết già. Chẳng lẽ Lưu Hương chậm chạp không thể ngưng tụ võ linh là vì Cửu Hàn Tuyệt Mạch? Trong lòng Sở Hành Vân bỗng nhiên nhói lên. Cửu Hàn Tuyệt Mạch là một loại huyết mạch đặc thù cực kỳ hiếm thấy. Người có huyết mạch này, nhất định phải ở năm 16 tuổi bắt đầu tu hành mới có thể kích hoạt huyết mạch, quá sớm hoặc quá trễ đều có thể dẫn đến huyết mạch tiêu tán, mà biểu hiện bên ngoài cùng người bình thường cực kỳ giống nhau, chỉ khi nào kích hoạt huyết mạch thì trong cơ thể sẽ xuất hiện hàn khí vô cùng vô tận. Theo thời gian trôi qua, cổ hàn khí kia sẽ tràn ngập cơ thể. Chỉ cần đến một thời điểm nào đó, hàn khí sẽ triệt để bạo phát. Đến lúc đó, khu vực xung quanh trong vòng người dặm toàn bộ sẽ bị đóng băng không có gì có thể tồn tại. Vẻ mặt của Lâm Băng Ly vẫn ngưng trọng như trước, chậm rãi nói, may mà Lưu Hương chỉ mới tu hành, cửu hàn tuyệt mạch trong cơ thể vẫn chưa có hoàn toàn thành hình. Hiện tại, mang nàng đi cửu hàn cung hẳn là còn kịp. Thủy Lưu Hương nghe được Lâm Băng Ly nói, nàng sừng sốt một chút. Thảo nào nàng cảm giác hàn khí trong cơ thể mình dường như càng ngày càng nhiều, trăm triệu không nghĩ tới, nàng lại có huyết mạch đặc thù hung hiểm như vậy. Một ngày nào đó bạo phát thì mười dặm xung quanh đều sẽ bị đóng băng. Thật sự là quá khủng khiếp. Quả thực giống như là một quả bom hẹn giờ vậy. Cửu Hàn Tuyệt Mạch kinh khủng như vậy, ngươi còn kiên quyết đưa Lưu Hương đi Cửu Hàn cung, lẽ nào Cửu Hàn cung có thể áp chế Hàn khí Cửu Hàn Tuyệt Mạch? Sở Hành Vân biết lời nói vừa rồi của Lâm Băng Ly cũng không phải là nói chuyện giật gân, thậm chí nàng còn nói thiếu một việc là, nếu như Cửu Hàn Tuyệt Mạch triệt để bạo phát, thì chỉ cần võ giả hút vào một ít Hàn khí, kinh mạch trong cơ thể đều bị đóng băng, trở thành hoạt tử nhân. Dù sao người sở hữu huyết mạch đặc thù quá ít, mỗi lần xuất hiện một người đều là tồn tại kinh thiên động địa cho dù là ở kiếp trước, Sở Hành Vân đều không dám tùy ý trêu chọc. Cung chủ đời thứ nhất Cửu Hàn cung cũng có Cửu Hàn tuyệt mạch. Cái tên Cửu Hàn cung cũng từ đó mà ra. Lúc cung chủ đời thứ nhất bỏ mình từng lưu lại một mai tuyệt hàn huyết ngọc. Chỉ cần người có Cửu Hàn tuyệt mạch tu luyện ở trên tuyệt hàn huyết ngọc, liền có thể áp chế hàn khí, cuối cùng hoàn toàn nắm trong tay Cửu Hàn tuyệt mạch. Những sự kiện Lâm Băng Ly nói này đều là bí mật lánh đời của Cửu Hàn cung, nhưng vì muốn Sở Hành Vân thỏa hiệp, nàng cũng không thèm để ý nhiều như vậy tuy rằng cửu hàn tuyệt mạch cực kỳ hung hiểm nhưng nếu như có thể nắm trong tay thực lực của cửu hàn cung có thể tăng lên cực lớn quan trọng hơn là cửu hàn cung cùng cửu hàn tuyệt mạch có quan hệ sâu xa về tình về lý nàng đều muốn thủy lưu hương gia nhập vào cửu hàn cung tuyệt hàn huyết ngọc có hàn khí cực kỳ kinh người một khi bị nó đóng băng thì sẽ rơi vào trạng thái ngủ say hiệu quả của nó cũng không phải là áp chế mà là hấp thu hàn khí cửu hàn tuyệt mạch sau đó thả ra chút ít chậm rãi dung nhập vào trong cơ thể lưu hương quá trình này không chỉ hao phí thời gian cực kỳ to lớn mà còn cần sự đồng ý của Lưu Hương, ta nói không sai chứ. Sở hành vân rốt cuộc hiểu rõ tất cả. Thảo nào Lâm Băng Ly muốn có được sự đồng ý của Thủy Lưu Hương. Trong quá trình hấp thu hàn khí cửu hàn tuyệt mạch, chỉ cần Lưu Hương có chút chống cự, thì hàn khí cửu hàn tuyệt mạch sẽ hoàn toàn tràn đầy cơ thể của Lưu Hương, đưa tới một cái tai nạn cực kỳ kinh khủng. Nếu như đều không phải e sợ chuyện này thì sợ rằng Lâm Băng Ly sớm đã mạnh mẽ mang đi Thủy Lưu Hương, căn bản sẽ không lãng phí thời gian hai tháng này làm sao ngươi lại biết đặc tính của tuyệt hàn huyết ngọc lâm băng ly biến sắc tuyệt hàn huyết ngọc chính là trí chí bảo trấn phái của cửu hàn cung ngay cả nàng cũng chỉ biết được có chút ít về nó tại sao một tên thiếu niên chỉ có tu vi thối thể cảnh bát trọng thiên lại biết được rõ ràng như vậy ngươi không cần quan tâm là ta làm thế nào biết trả lời ta quá trình này cần bao nhiêu thời gian giọng của sở hành vân có chút âm lãnh đôi mắt trầm xuống làm lâm băng ly vô ý thức run một cái trầm giọng nói ba mươi năm ít nhất cần ba mươi năm Thủy Lưu Hương nắm chặt hai tay lại, có chút thất hồn lạc phách lui về phía sau mấy bước, sắc mặt trở nên tái nhợt. 30 năm, không ngờ cửu hàn tuyệt mạch, trong cơ thể nàng lại cần tận 30 năm mới có thể hoàn toàn áp chế, hơn nữa còn là ít nhất. Biểu tình của Sở Hành Vân cũng dị thường khó coi. 30 năm đã cực kỳ dài, mà đây còn là dưới tình huống thuận lợi, nếu như gặp một chút khó khăn thì có thể là 40 năm, 50 năm hay thậm chí là cả trăm năm. Băng Ly tỷ tỷ, nếu như ta đồng ý đi cửu hàn cung, ngươi có thể đưa Vân ca ca vào hay không? Thủy Lưu Hương đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp trung gian. Không được. Lâm Băng Ly ngay lập tức cự tuyệt, nói, môn quy của cửu Hàn Cung là tuyệt không thu nam đệ tử, cho dù ta là cung chủ cũng không thể thay đổi được. Hơn nữa, ngươi cần toàn tâm toàn ý áp chế hàn khí cửu Hàn tuyệt mạch, nếu như sở hành vân ở bên cạnh ngươi, ngược lại sẽ nhiễu loạn tâm của ngươi. Thủy Lưu Hương càng thấy ngạc nhiên. Dựa theo thuyết pháp của Lâm Băng Ly, chẳng phải nàng sẽ phải ở tại đó trong thời gian dài, vô pháp trở lại sở chấn, càng không thể nhìn thấy sở hành vân sao. Sở hành vân, ngươi đưa ra quyết định đi. Nếu ngươi để lưu hương theo ta đi, 30 năm sau các ngươi có thể còn có thể gặp lại nhưng nếu ngươi cự tuyệt, thì ta dám cam đoan không tới nửa năm, hàn khí cửu hàn tuyệt mạch trong cơ lưu hương thể sẽ hạ on toàn bộc phát. Đến lúc đó, cho dù là đại la kim tiên hạ phàm cũng không thể cứu được tính mạng của lưu hương. Lâm Băng Ly tiếp tục nói. Trong thoáng chốc, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung ở trên người của sở hành vân, tựa như là cùng đợi câu trả lời của hắn. Lưu Hương, ngươi có ý kiến gì không? Sở hành vân mở miệng hỏi Thủy Lưu Hương, hắn có vẻ tôn trọng quyết định của nàng. Chỉ cần là quyết định của Vân ca ca thì cho dù là bất cứ việc gì, ta đều có thể đáp ứng. Thủy Lưu Hương nhìn sở hành vân, vừa nói vừa nở một cười làm đám người chung quanh đều có chút xúc động. Sở hành vân cũng mỉm cười nhìn Thủy Lưu Hương, trong lòng hắn cảm thấy rất ấm áp. Sau đó, hắn quay sang Lâm Băng Ly nói, ý tốt của cửu hàn cung ta xin nhận, mời ngươi trở về nghe vậy lâm băng ly cực kỳ bất ngờ cảm thấy hẳn là mình vừa nghe lầm sau nhiều lần xác nhận nàng rốt cục không kìm chế được tức giận trong lòng quát lớn sở hành vân ta đã nói rõ ràng như vậy lẽ nào ngươi còn nghe không hiểu sao nếu không tiến vào cửu hàn cung thủy lưu hương căn bản không có khả năng nắm trong tay cửu hàn tuyệt mạch thậm chí sẽ chết cực kỳ đau khổ mà nửa năm công sức chăm sóc của ngươi sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì ta sẽ không để cho lưu hương chịu bất kỳ đau đớn nào đồng thời ta cũng tuyệt không để cho nàng rời khỏi ta về phần hàn khí cửu hàn tuyệt mạch thì không cần nhọc công của các ngươi ta sẽ tự ra tay áp chế lời nói của sở hành vân cực kỳ cương quyết đồng thời dùng tay làm dấu mời với lâm băng ly ra tay áp chế ngươi dựa vào cái gì để áp chế lâm băng ly giận quá hóa cười tựa hồ là nghe được chuyện cực kỳ hài hước giọng nói châm chọc cửu hàn tuyệt mạch cực kỳ kinh khủng ngươi ếch ngồi đáy giếng căn bản không có hiểu biết về nó ngay cả thế lực to lớn như cửu hàn cung chúng ta đều cần mượn kỳ vật tuyệt hàn huyết ngọc mới có thể miễn cưỡng ngăn chặn thật buồn cười là ngươi lại còn dám buông lời nói mình có thể ra tay áp chế nhưng như vậy cũng tốt đã trở mặt nên giọng nói của lâm băng ly cũng trở nên lạnh lùng nàng ta không còn nói lời khuyên bảo mà lạnh lùng nói trước tiên ta cho ngươi đắc ý một chút theo thời gian hàn khí trong cơ thể thủy lưu hương sẽ càng ngày càng nhiều đến lúc vô pháp áp chế ngươi tự nhiên sẽ đi cầu ta quỳ xuống ông ta nhận lấy thủy lưu hương mà thôi Lâm Băng Ly dùng một loại ánh mắt từ trên cao nhìn xuống nhìn Sở Hành Vân, trong giọng nói tràn đầy tự tin, tựa như đã thấy dáng dấp Sở Hành Vân thương cảm quỳ gối trước mặt nàng cầu khẩn. Sau khi nói xong, thân hình của nàng ta ngay lập tức biến mất tựa như từ đầu tới giờ cũng không có xuất hiện tại sở trấn vậy, chỉ còn sót lại hàn khí đóng thành băng trên mặt đất làm chứng cho tất cả việc vừa phát sinh. Đến tối, màn đêm đen kịt bao phủ xuống, trên bầu trời xuất hiện một vầng trăng tròn sáng, tỏa ra ánh trăng nhu hòa sở hành vân đứng ở bên trong đình viện ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn kia hơi chút chăm chú ngắm nhìn còn thủy lưu hương đứng ở bên cạnh hắn đồng dạng cũng ngẩng đầu ngắm nhìn vầng trăng trên bầu trời một mặt trăng hai người toàn bộ bầu không khí trong đình viện có vẻ yên tĩnh êm đềm làm cho người ta không đành lòng đánh vỡ lưu hương ngươi có nghĩ là ta ích kỷ không giọng nói của sở hành vân bỗng vang lên trong giọng nói có mang theo vài phần cảm thán thủy lưu hương lắc đầu nói ta nói rồi chỉ cần là quyết định của vân ca ca thì ta đều có thể đáp ứng hơn nữa vân ca ca đã nói là biết cách giúp ta ngăn chặn hàn khí cửu hàn tuyệt mạch đối với việc này ta tuyệt đối không có chút nào nghi ngờ sở hành vân hơi sửng sốt sau đó hắn khẽ nhách miệng lên cười khoé miệng tạo thành một cái vòng cung đồng thời đưa tay ôm thủy lưu hương vào trong ngực Ưm, um. thủy lưu hương theo bản năng phát ra một tiếng hờn rỗi khuôn mặt nàng đỏ bừng nhưng cũng không có đẩy sở hành vân ra nàng có thể cảm giác được sự ấm áp phát ra từ trên người của sở hành vân nó rất thoải mái, tràn đầy tình yêu thương. Sáng sớm hôm sau, lúc trên bầu trời còn bóng mờ của ánh trăng, Sở Hành Vân dặn dò Sở Hổ cùng Diêm Độc quản lý tốt sở trấn, còn bản thân hắn thì mang theo Thủy Lưu Hương đi đến Bách Bảo lâu. Dựa vào thực lực hiện tại của hắn, thì còn sao mới có thể giải quyết cửu hàn tuyệt mạch. Bây giờ, biện pháp duy nhất là thông qua đan dược ngăn chặn hàn khí tràn đầy cơ thể, dẫn tới bùng phát cửu hàn tuyệt mạch. Bây giờ, Sở Hành Vân vẫn chưa thể nào luyện chế ra đan dược, như vậy nên nhất định phải mượn nhờ sự trợ giúp từ tần vũ yên vũ yên tiểu thư đâu một người thị nữ dẫn sở hành vân đi vào bách bảo lâu khẽ lắc đầu nói vũ yên tiểu thư đang mật đàm cùng thành chủ còn chưa có đi ra sắc mặt của mặt sở hành vân không chút thay đổi nói người cứ nói có sở hành vân cầu kiến nàng tự nhiên sẽ đi ra người thị nữ nhất thời không biết làm sao nàng cũng biết rõ ràng thân phận của sở hành vân không chỉ là gia chủ sở gia mà còn có giao tình rất sâu cùng Tần Vũ Yên, ngay cả Tần Vũ Yên đều phải lấy lễ đối đãi với hắn. Thế nhưng hôm nay thành chủ thành Tây Phong đột nhiên đi tới Bách Bảo lâu tìm Tần Vũ Yên, nói chuyện gì đó khá quan trọng, còn nói mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì đều không cho phép quấy rầy. Nếu như Tần Vũ Yên có trách tội, tất cả hậu quả đều do ta gánh chịu, tất cả tổn thất của ngươi cũng do ta bồi thường. Sở Hành Vân nhìn thấu lo lắng của thị nữ, giọng vẫn bình thản nói. Thị nữ nhất thời run rẩy cả người, khuôn mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ trên trán bắt đầu chảy ra mồ hôi. Nàng đắc tội không nổi Tần Vũ Yên, cũng đắc tội không nổi Sở Hành Vân, cho dù làm theo ý của bất kỳ bên nào, thì nàng đều có khả năng phải chịu hậu quả cực kỳ lớn. Lúc này, đám người ở bên trong Bách Bảo Lâu đều tụ tập lại, đưa ánh mắt tò mò nhìn sang. Sở Trấn Quật Khởi là chuyện được bàn tán nhất hiện nay, đồng thời cái tên Sở Hành Vân cũng được mọi người biết đến. Bọn họ vừa nghe Sở Hành Vân nói thì trong lòng thì không khỏi âm thầm khiếp sợ. Tên Sở Hành Vân này thật to gan, ngay cả lời nói của thành chủ thành tây phong cũng không để vào mắt lại muốn tần vũ yên đi ra tiếp đãi hắn theo bọn họ thì tuy sở ra mạnh nhưng so với phủ thành chủ không phải là một đẳng cấp lúc mọi người đang châm biếm chào phúng sở hành vân thì từ xa chuyển đến âm thanh vui mừng của tần sơn ngày hôm nay là ngọn gió nào thổi sở ra chủ tới đây ta không có tiếp đón từ xa thất lễ rồi thị nữ vừa nghe âm thanh này lập tức thở phào nhẹ nhõm vội vàng lui xuống ta không muốn nói nhiều lời vô ích ngươi bảo tần vũ yên đi ra đây ta dự định luyện chế một ít đan dược, cần sự hỗ trợ của nàng. Sở hành vân nói ngay vào điểm chính khiến cho Tần Sơn bỗng ngây ngẩn cả người. Ngày hôm nay đã có chuyện gì xảy ra, không ngờ sở hành vân lại muốn Tần Vũ Yên hỗ trợ hắn luyện đan. Vừa nghe lời nói của sở hành vân, trong lòng của đám người trong Bách Bảo Lâu đều dâng lên cảm giác quái dị. Tần Vũ Yên là ai? Là người trong thế lực phía sau quản lý Bách Bảo Lâu, dung mạo như tiên, thực lực sâu khó lường, còn có thiên phú đan đạo cực kỳ kinh người lẽ nào sở hành vân không biết số người đăng ký tìm tần vũ yên nhờ hỗ trợ luyện đan đã xếp hàng đến tận năm sau ta tưởng rằng sở trấn quật khởi tên sở hành vân này cũng có chút bản lĩnh nhưng xem ra là một tên ăn chơi trác táng tần vũ yên căn bản sẽ không thèm để ý tới hắn nói không chừng còn có thể bị đánh đuổi ra khỏi bách bảo lâu vì luyện đan mà không tiếc đắc tội thành chủ sở ra lần này ắt hẳn phải gặp xui xẻo không ít người bắt đầu nghị luận xen lẫn đó là trào phúng cay độc nghiễm nhiên là một bức xem kịch vui hình dạng cảnh tượng này làm thủy lưu hương có chút sợ hãi hơi kéo ống tay áo của sở hành vân dường như không muốn để cho sở hành vân vì mình mà đắc tội thành chủ thành tây phong trên trán tần sơn bắt đầu chảy mồ hôi nếu như là bình thường hắn khẳng định sẽ mang sở hành vân đi gặp tần vũ yên nhưng ngày hôm nay thành chủ thành tây phong đến nói là có một ít tin tức tuyệt mật liên quan tới hoàng thành mấy tin tức này đối với tần vũ yên rất trọng yếu là tuyệt mật trong tuyệt mật không thể để cho bất luận kẻ nào có thể quấy dày sở gia chủ người có thể đợi trong chốc lát không tần sơn hậm hực nói trên miệng nở một nụ cười có vẻ miễn cưỡng sự kiên trì của sở hành vân dần dần mất đi thanh âm của hắn mang theo sự lanh lẽo một câu cuối cùng gọi hay không gọi này tần sơn bị thái độ của sở hành vân hù dọa sắc mặt của hắn trở nên trắng xám làm đám người ở đây tức thì bị sợ đến thất hồn lạc phách tên sở hành vân này lại dám lớn tiếng quát cả tần sơn tốt lắm đã như vậy lưu hương chúng ta đi sở hành vân lạnh lùng nói sau đó hắn xoay người mang theo thủy lưu hương muốn rời đi thấy thế tần sơn bắt đầu thở phào nhẹ nhõm cả người căng thẳng vừa mới chuẩn bị thả lỏng xuống thì đột nhiên nghe được âm thanh của sở hành vân đã đi đến trước cửa ra vào nói rằng tần sơn ta tìm tần vũ yên nhờ hỗ trợ luyện chế đan dược là cho nàng một cái kỳ ngộ lần này mà bỏ lỡ thì lần sau cho dù nàng tự mình đến sở trấn cầu ta ta cũng sẽ không đồng ý một hồi kỳ ngộ tần sơn cảm giác đầu có một chút choáng váng hắn đột nhiên nhớ tới mấy tháng trước Sở Hành Vân tùy tiện nói một câu khiến cho Tần Vũ Yên đột phá bình cảnh, thăng cấp thành luyện đan sư cấp 3. Câu đầu tiên nói đã có ma lực như thế, lần này Sở Hành Vân lại nói kỳ ngộ. Xin dừng bước. Tần Sơn không để ý hình tượng chạy, tới đưa tay ngăn cản không cho Sở Hành Vân rời khỏi, vẻ mặt tươi cười nói, "Sở gia chủ, để ta vào mời Vũ Yên tiểu thư ra, ngươi đừng rời đi." Thành chủ thành Tây Phong cùng Tần Vũ Yên đang bàn chuyện cơ mật, ta lại chỉ là một nhân vật nhỏ bé, mạo muội quấy rối như vậy có lẽ không thích hợp. Sở Hành Vân vẻ mặt cười nhạt, đẩy tay của Tần Sơn ra tiếp tục rời đi. Tần Sơn hoang mang đến độ muốn khóc, khi nãy mình thật là ngu muội, đối với người bí hiểm như Sở Hành Vân, có thể giúp hắn một lần mang ơn đối với Bách Bảo Lâu đều là một hồi kỳ ngộ. Sở gia chủ, ngươi đi theo ta, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp Vũ Yên tiểu thư, ta lấy tính mạng ra bảo đảm bất kể, là đang bàn chuyện cơ mật ta sẽ mang ngươi vào đó, tuyệt đối sẽ không để ngươi chờ đợi. Tần Sơn giơ ba ngón tay lên vừa nói vừa thề lúc này đám người muốn xem náo nhiệt đã không thể suy nghĩ bình thường được nữa hai mắt trợn tròn miệng mở lớn nhưng một câu nói hay chút xíu âm thanh đều không phát ra được yên lặng như tờ lời của người này vừa nói ra khiến cho suy nghĩ của bọn họ và tần sơn hoàn toàn không giống nhau từ trước tới giờ chỉ có người khác cầu xin tần sơn thế mà hôm nay tần sơn lại tự nhiên cầu xin sở hành vân lại còn trực tiếp phát lời thề sở hành vân thấy khuôn mặt tần sơn khổ sở cũng không muốn ra vẻ quá liền nói vậy ngươi hãy dẫn đường đi được rồi Tần Sơn vội vàng đứng lên, đem Sở Hành Vân cùng Thủy Lưu Hương đi về phía mật thất. Trước vẻ mặt kinh ngạc của đoàn ngươi ngây ngô khở dại bên trong đại sảnh, khó có thể hoàn hồn. Khi ba người đã đến bên ngoài mật thất, Sở Hành Vân thì đã tới đây nhiều lần nên thấy bình thường, ngược lại Thủy Lưu Hương có vài phần khép nép, ngơ ngác đứng sau lưng Sở Hành Vân. Mở cửa đi. Sở Hành Vân nói thẳng, hắn đã tốn không ít thời gian nên không muốn đợi thêm nữa. Tần Sơn sửng sốt một chút, trên trán đã lấm tấm vài giọt mồ hôi. Nếu hắn cứ như vậy, không thông báo một tiếng mà mở cửa thì hậu quả thật không tưởng tượng nổi. Nhưng khi nãy nhìn qua Sở Hành Vân thấy lo lắng cũng đoán được có chuyện khẩn cấp. Không suy nghĩ nữa, Tần Sơn cũng không thể làm gì khác hơn là hít một hơi thật sâu bước tới trước cửa, đem linh lực đưa vào bên trong chậm rãi mở cửa ra. Ung ung. Cửa đá hé mở chút xíu, tâm trạng Tần Sơn vẫn còn vang vọng âm thanh lúc nãy, đã chuẩn bị tinh thần chịu trận, khi cửa đá hoàn toàn mở ra, một âm thanh xé gió đột nhiên phát ra, lập tức thấy một bóng người hiện ra trưởng phong xuất hiện đem Tần Sơn đánh bay ra ngoài. Tần Sơn, người thật to gan, dám làm phiền ta và Vũ Yên tiểu thư nói chuyện. Một tiếng nói hùng hậu truyền ra giống như sấm sét nổi vang vậy, thậm chí đến cả phòng khách bên ngoài đều có thể nghe được, trái tim điên cuồng có quắp lại. Giọng nói này chính là giọng nói của thành chủ thành Tây Phong. Chỉ thấy trước mắt xuất hiện một gã nam tử trung niên mặc cẩm bào, vẻ mặt vì phẫn nộ mà có chút nhăn nhó, mọi cử chỉ hành động đều có vẻ tức giận. Người này chính là thành chủ thành Tây Phong Cố Thanh Sơn. Sau lưng Cố Thanh Sơn, Tần Vũ Yên cũng đi ra với vẻ mặt lạnh lùng, nàng nhìn Tần Sơn không nói lời nào nhưng trong con người cũng tràn đầy tức giận, không thể rõ là thời điểm này nàng có bao nhiêu sự phẫn nộ. Tần Sơn cảm nhận được lửa giận của hai người, hiện tại quên cả đau đớn trên người, toàn thân đều ướt nhẹp mồ hôi. Tuy nói hắn đã sớm dự liệu được cục diện như vậy, nhưng lại không nghĩ rằng hai người lại giận dữ đến trình độ như vậy. Thành chủ đại nhân, Vũ Yên tiểu thư, xin bất giận. Nếu không phải sở ra chủ có việc gấp đến tìm Vũ Yên, tiểu thư để luyện chế đan dược, và vì tình thế khẩn cấp nên ta thực sự không có biện pháp, cũng chỉ có thể ra đua ra hạ sách này. Tần Sơn lộ vẻ mặt cầu xin, chỉ vào sở hành vân ở kế bên. Sở hành vân, nghe vậy, Tần Vũ Yên trở nên trầm tĩnh, rời ánh mắt qua thì đúng lúc đón nhận ánh mắt không hề bận tâm của sở hành vân. Nếu là tìm Vũ Yên tiểu thư nhờ luyện chế đan dược thì đều phải xếp hàng chờ, ngay cả ta cũng không ngoại lệ. Hắn chỉ là gia chủ sở ra, từ lúc nào đã có thể được quyền trực tiếp gặp mặt. Cố Thanh Sơn nhìn sở hành vân tràn đầy vẻ khinh thường, trong khoảng thời gian gần đây, sở ra rầm rộ, họ phát triển với một tốc độ khủng khiếp đủ để đứng ngang với các gia tộc thượng lưu. Cố Thanh Sơn lại là thành chủ, cai quản cả tòa thành Tây Phong. Hắn đang lo không có cơ hội chèn ép sở ra. Vũ Yên tiểu thư, để ta đem tên cuồng đồ này đuổi ra ngoài, rồi chúng ta tiếp tục trò chuyện. Cố Thanh Sơn bước chân về phía trước phát ra khí tức tụ linh cảnh cửu trọng thiên, hướng về phía sở hành vân muốn áp chế hắn. Người lui ra đi. Giữa lúc Cố Thanh Sơn chuẩn bị ra tay, Tần Vũ Yên lại nói một câu khiến hắn phải dừng lại một tiểu nhân vật như vậy, không cần Vũ Yên tiểu thư tự mình động thủ, ta có thể xử lý. Cố Thanh Sơn cười ha hả nhưng vừa dứt lời, hắn lại phát hiện Tần Vũ Yên đang nhìn về phía ánh mắt của hắn, đột nhiên trở nên lạnh lùng không gì sánh được, nói từng chữ, ta nói ngươi lui ra. Lộp bộp. Thân thể Cố Thanh Sơn tức giận đến run người, nhưng nghĩ đến thế lực kinh khủng đứng sau lưng Tần Vũ Yên, thì cơn giận lập tức tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, vội vàng lui qua một bên lạnh lùng trừng mắt nhìn Sở Hành Vân. Ngươi muốn tìm ta để luyện chế đan dược gì? Lần trước được Sở Hành Vân chỉ điểm xong, Tần Vũ Yên rất thuận lợi bước chân vào nhóm luyện đan sư cấp 3, không còn gặp phải rào cản. Từ lúc đó, Tần Vũ Yên đối đãi với Sở Hành Vân không còn giống như một đối tác làm ăn, trái lại như là thầy trò vậy, muốn được hắn chỉ điểm càng nhiều hơn để tiến thêm một bước nữa trên con đường đan đạo. Sở Hành Vân cười nói, thiên phú của ngươi so với với ta còn tốt hơn cả tưởng tượng, đã bước chân vào cấp 3 rồi, rất hợp ý ta, lần này tính ngươi để luyện chế đan dược cũng thuộc nhóm cấp 3. Nhóm cấp 3 Tần Vũ Yên trong mắt lóe sáng, rồi áp chế kích động nói, đan dược cấp 3 gì vậy, có toa thuốc không? Cũng không phải loại đan dược cấp 3 gì nổi bật, bách dương đan mà thôi. Về phần toa thuốc, ta cũng đã chuẩn bị xong, nhưng phải sửa đổi lại một chút. Nếu như luyện chế ra được thì công dụng có thể tương đương với đan dược cấp 4. Sở Hành Vân trả lời. Tần Vũ Yên vừa nghe xong, biểu hiện trên khuôn mặt đầy vẻ vui mừng rạng rỡ. Bách dương đan, nàng đã từng nghe qua, là một loại đan dược trí dương trí cương, đứng hàng ba cao cấp, nếu như sở hành vân tỉnh nàng luyện chế, vậy thì đồng nghĩa với việc đem toa thuốc Bách Dương Đan chuyển cho nàng. Hơn nữa, sở hành vân còn thay đổi một chút để công dụng của Bách Dương Đan, này đủ so sánh với đan dược cấp 4, thật kinh người khiến nàng nôn nóng muốn nhìn xem toa thuốc sau khi đã thay đổi. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức bắt đầu luyện chế đi, sở ra chủ đi theo ta. Tần Vũ Yên không thèm nhìn cố thanh sơn, vội vàng mời sở hành vân đi. Một toa thuốc cấp 3, hơn nữa còn có thể so sánh với toa thuốc của đan dược cấp 4. Đối với nàng là một hấp dẫn quá lớn, vừa nghĩ tới có thể rèn luyện tay nghề, thì cảm thấy kích động phát ra từ nội tâm. Như vậy không tốt đâu. Kết thúc video. Các bạn vừa nghe chuyện Linh kiếm tôn trên kênh Triệu Gia. Để chúng mình có thêm động lực ra video nhanh hơn, các bạn nhớ phải like thật mạnh nhé. Mãi yêu các bạn. Ahihi.